Hoài Nhơn là đất thành đồng, bao la biển cả, mênh mông rừng dừa. Đi đâu có taxi đưa, giá cả hợp lý, khách vừa lòng xe. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn taxi Trang Hiệp Thành, Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm ngày thành lập. Ngày 28 tháng 7 năm 2010, 28 tháng 7 năm 2017. Khen thưởng nhân viên và tri ân khách hàng sau những nỗ lực xây dựng phát triển trong suốt 7 năm hoạt động. Taxi Trang Hiệp Thành từ một doanh nghiệp nhỏ khởi đầu nghề nghiệp tại địa bàn huyện Hoài Nhơn. Qua những ngày tháng khởi nghiệp đầy khó khăn, taxi Trang Hiệp Thành đã dần ổn định và từng bước vươn lên. Nhớ lại ngày đầu khi mới thành lập, doanh nghiệp chỉ có vỏn vẹn 10 xe taxi hoạt động, 20 cán bộ công nhân viên với hơn 30.000 lượt khách chuyên chở đưa đón. Đến năm 2016, nhờ khách hàng tin tưởng ủng hộ sử dụng dịch vụ do taxi Trang Hiệp Thành cung cấp, do đó doanh thu ngày một tăng, từ 10 xe ban đầu tăng lên 45 xe, vận chuyển khoảng 5 triệu lượt khách. Đến nay, số phương tiện đã tăng lên 70 xe với cán bộ công nhân viên tăng 170 người và khai thác được hàng chục triệu lượt khách. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, tăng hơn 60% so với năm 2016. Với số lượng khách hàng ủng hộ dịch vụ taxi của công ty cho thấy chúng tôi luôn luôn cố gắng hoàn thiện mình để ngày càng phục vụ tốt hơn, giữ được lượng khách hàng trung thành và khai thác thêm nhiều nguồn khách hàng mới. Chúng tôi không dừng lại ở đó mà phải luôn hoàn thiện chính mình để ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của quý khách. Đến nay, đội ngũ nhân viên lái xe không những được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên về chuyên môn mà cả thái độ phục vụ, tạo dựng niềm tin thường xuyên đối với khách hàng. 7 năm hoạt động của công ty là thời gian chưa dài, nhưng cũng đã qua rồi một khoảng thời gian đầu tiếp cận kinh tế thị trường đầy khó khăn và chịu sự cạnh tranh khốc liệt với các hãng taxi khác. 7 năm, kết quả của một chặng đường gian nan khó khăn đầy vất vả, nhưng là nền móng vững chắc và bắt đầu một giai đoạn mới hứa hẹn những điều tốt đẹp hơn. Taxi Trang Hiệp Thành phát triển bền vững, lớn mạnh như ngày hôm nay là do sự điều hành chuyên nghiệp và đầy sáng tạo của ban giám đốc, sự phấn đấu quyết tâm và đoàn kết của tập thể cán bộ nhân viên cũng như sự tin tưởng, ủng hộ nhiệt tình quý báu của quý khách hàng đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Chúng tôi luôn chú trọng trong văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, từ đó nhân viên taxi Trang Hiệp Thành ngày càng phục vụ chuyên nghiệp hơn, thân thiện hơn với khách hàng. Qua chặng đường 7 năm hình thành và phát triển đến nay, taxi Trang Hiệp Thành đã trở thành một doanh nghiệp vận tải hành khách có uy tín trên địa bàn huyện Hoài Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung. Càng ngày, chúng tôi càng nâng lên một tầm cao mới trong kinh doanh phục vụ vận tải hành khách bằng taxi, tạo dựng một thương hiệu uy tín, đầy tin tưởng mà khách hàng đã và đang mong đợi. Khi Hoài Nhơn đã dần dần chuyển mình và lên thị xã trong thời gian tới, một chặng đường tuy không phải là dài, nhưng nó cũng là một khoảng thời gian đầy thử thách để taxi Trang Hiệp Thành chứng tỏ được bản lĩnh vững vàng trong khó khăn, luôn tràn đầy khát vọng vươn lên, đúng như nguyện vọng của taxi Trang Hiệp Thành luôn hướng tới giá thành hợp lý, tiết kiệm, an toàn, ân cần, lịch sự, chuyên nghiệp. Dòng sông là giang nên thơ, đôi lúc cũng có thác gần, nhưng về lâu dài sẽ mãi là dòng sông êm đềm. Và dòng thời gian mà thiếu đi những mốc son, những dấu ấn thì sẽ trở nên vô vị. 7 năm là một khoảng thời gian tuy chưa dài để viết nên lịch sử, nhưng đã có một ý nghĩa thật lớn lao để định mức dấu son trưởng thành của một tập thể, một công ty. Đó là công ty taxi Trang Hiệp Thành. Lễ kỷ niệm 7 năm thành lập công ty là dịp để cán bộ nhân viên trong công ty có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, ôn lại những chặng đường đã đi qua và cũng là dịp để tri ân quý khách hàng đã, đang và sẽ đồng hành cùng với taxi Trang Hiệp Thành thời gian đến. Lễ kỷ niệm được bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút với sự có mặt đông đủ của cán bộ nhân viên, ban lãnh đạo công ty. Ngoài ra còn có sự góp mặt quý báu của các đại biểu đại diện chính quyền địa phương, ban ngành, các đối tác và hơn 150 cán bộ công nhân viên của công ty và 4 chi nhánh đang hoạt động: Tam Quan, Hoài Ân, Bình Dương, Phú Mỹ. Đại diện cho các huyện Hoài Nhơn, Bình Dương, Phú Mỹ, quê hương tự hào với người dân hiền lành, sẵn sàng ủng hộ và đồng hành cùng với công ty. Đến với Hoài Nhơn, quý khách sẽ thật sự tin tưởng vào sự an toàn và văn minh trong việc đưa đón khách bằng taxi khi quý khách liên hệ tại hai địa điểm Bồng Sơn và Tam Quan. Tại trụ sở chính Bồng Sơn, quý khách sẽ vô cùng yên tâm gọi tổng đài trung tâm 02563 761 761. Chúng tôi sẵn sàng 24/24 giờ
với phong cách phục vụ tận tình chu đáo của 4 nữ nhân viên trực đài duyên dáng, 20 tài xế tận tình trong mỗi ca. Và quý khách sẽ thật sự yên tâm, hứng khởi với 20 phương tiện taxi luôn luôn đạt chuẩn an toàn và hiệu quả. Tại chi nhánh tham quan, gọi 02563 765 761 là một sự lựa chọn vô cùng an toàn cho quý khách. Hãy gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần đi bằng taxi. Đội ngũ nhân viên gồm 26 người luôn luôn sẵn sàng phục vụ mọi lúc, mọi nơi. Với sự đoàn kết của một tập thể, sự quyết tâm cao để ngày càng mở rộng và phát triển bền vững, doanh nghiệp chi nhánh Hoài Ân đã được mở tại thị trấn Tân Bạc Hổ, huyện Hoài Ân để phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng cao của quý khách. Hãy gọi 02563 672 672 cho chúng tôi. Rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng mọi người trên mọi nẻo đường. Điều đáng mừng, tuy nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, song cuộc sống người dân ngày càng cải thiện, ý thức an toàn trong cuộc sống ngày càng cao. Và cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, các cơ quan đơn vị hỗ trợ mà taxi Trang Hiệp Thành đã tự tin vững bước hơn. Để rồi từ đó hai chi nhánh tiếp theo cũng lần lượt được mở tại huyện Phù Mỹ. Cụ thể, tại thị trấn Bình Dương, chi nhánh taxi Trang Hiệp Thành ra đời vào đầu năm 2016 khi mà chúng tôi đã có đủ bản lĩnh, đủ cơ sở, đủ thiên thời và địa lợi. Taxi Trang Hiệp Thành tự hào là doanh nghiệp tiên phong vượt qua mọi khó khăn, bất chấp mọi trở ngại để được phục vụ và phục vụ 24/24 giờ. Chúng tôi luôn vì bạn phục vụ. Hãy gọi 02563 858 858 tại điểm Bình Dương. Và tại thị trấn Phù Mỹ, nơi có những con đường xinh, những phố thị đẹp, nay đã có hơn 10 xe taxi Trang Hiệp Thành với các con số 02563 655 858 luôn luôn vì sự an toàn của bạn. Dịch vụ taxi Trang Hiệp Thành luôn đồng hành vì lợi ích của khách hàng, an toàn, ân cần, lịch sự, luôn hướng đến mục tiêu góp phần xây dựng quê hương Hoài Nhơn ngày càng phát triển, một điểm đến của du khách hôm nay trong tương lai.